ở đây thì đã đổi tên thành là Go rồi. Đúng rồi. Mà tại vì như vẫn còn quen và không quen gọi là cái gì. Thank you.
à. Chú Huy, nó lỡ gì đó. Giờ Huy Huy đang ở đâu nè, con nói thử mọi người nghe. Không, nó đang lỡ. Bánh kẹo. Bánh kẹo. Bánh kẹo này là cân ký nè. Ai muốn nghe đây gì con? Kẹo gì? Giờ con mua kẹo gì bánh mì được? Không, cái gì? Cái đó là giống như cái bóng ống bơm hơi á. Cái này để phun kẹo à. Ờ mắt bơm bơm phun kẹo ra. Nhiều khi cũng không biết. Kẹo không đó. Cái gì vậy ông ấy? Trời.
uống gì? Bánh gì luôn á? Cái gọi bánh gì em? Rồi ra ngoài đi. Giờ người lớn tính tiền. Ở bên này nè cô kê. Ủa hả? Bên này hả? Này phải không? Cái ly nào mà là ly vua? Này luôn, của ly của em bé không à. Anh hai chọn ly nào? Cái ly màu nâu này. À, cái ly màu nâu này hả? Đây mày coi. Trời ơi, cái ly màu nâu gì mà cái màu gì mà nó già chát gì mà cũng lấy nữa. Bao nhiêu một ly này đi? Mẹ ơi 40.000 đồng. Giá rất rẻ luôn. Ly này là ly của Nhật á. Ly của Nhật, có nhựa Nhật á. Cho nên là 40.000 cái ly. Trời ơi. Hồi trước anh hai có một cái ly như vậy rồi. Ông ngoại lên thì uống cho đậu ngoại. Cho nên là hỏa tán cái ly cho ngoại. Tặng hai tặng cho ngoại cái ly đó để ngoại uống thì hỏa tán cho cái đồ ngoại mất. Hỏa tán cho ngoại giờ phải rất là hai được cái ly khác. Lại tính tiền đi con.